Ủa nhái, anh nghỉ tay đi, uống miếng nước nè. Để anh làm xong rồi lên luôn. Trời đất ơi, gì mà ham làm dữ vậy, kêu nghỉ cũng muốn nghỉ nữa. Chạy đi. Thôi uống nước đi, rồi muốn làm gì đó thì làm. Nước nhái à, cảm ơn nha. Tôi mới nấu đem cho anh uống. Mà công nhận anh Bảy ham làm ruộng quá ha. Thì có làm mới có ăn chứ. Nhưng mà hả, tôi thấy trong xóm mình nè, có nhiều người họ có làm gì đâu mà của ăn của để họ chất đầy đó ra. Tại vì số người ta số hưởng, còn số tôi số cực nên phải làm. Nhái á, tôi nghĩ là nhái nên lấy chồng đi để cho tí nhái nhờ. Thôi, tôi có đứa con rồi, bây giờ mà nói chuyện có chồng, người ta nghe được, người ta cười tôi chết. Tại không chịu nói thôi, nói đi có người đồng ý liền luôn chứ. Thôi, anh đừng có ghẹo em nữa. Nói thiệt mà. Anh Bảy biết sao không? Dạ. Bữa tía nói với em đỡ dạy anh lần rồi, con đứa con, nên lần này em phải tìm được một người đàn ông thiệt là chững chạc, biết lo lắng cho em và con em nữa. Tía anh cũng hay nói anh cũng chững chạc lắm, rồi biết lo, rồi đặc biệt hơi bị siêng năng. Nhưng mà hả, siêng năng không thôi chưa đủ đâu. Ủa, vậy còn thiếu gì nữa? Người đàn ông đó thứ nhất á, là phải có nghề nghiệp ổn định nè, chứ không có phải làm mấy công chuyện mà tay lắm chân bùn gì đâu. Còn thứ hai nha, là phải biết lo lắng cho em và con của em có một cuộc sống thiệt là đầy đủ hạnh phúc luôn. Tí em nghĩ vậy là đúng quá rồi. Nhưng mà tí ra điều kiện cao vậy, mai mốt ai mà dám cưới em chứ.